video 10 công việc kỳ quái nhất thế giới. 1. Ngửi nách. Bạn có bao giờ tự hỏi các loại lăng nách như Rexona, Nivea được tạo ra như thế nào không? Và người ta làm sao để biết mùi thơm của chúng có tác dụng với chúng ta? Bạn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề nặng mùi ở vùng nách với chỉ một lọ thuốc xịt hay lăng khử mùi mua ở siêu thị. Tuy nhiên, chính các sản phẩm này trước khi ra thị trường cũng cần được kiểm tra chất lượng, và mỗi công ty có cả một đội ngũ rầm rộ thực hiện việc ấy. Hầu hết, những công ty lăng nách đều phải có và họ trả lương cũng khá cao, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng hết mình vì công việc. 2. Cho cá sấu ngoạm đầu. Những huấn luyện viên ở trại cá sấu tại Pattaya, Thái Lan, với thu nhập 4 euro một ngày, tức chỉ khoảng 100.000 đồng, họ chấp nhận làm công việc nguy hiểm như vậy chỉ để mua vui cho khách. Còn có công việc khác tương tự như là hôn lên những con cá sấu khổng lồ. Bạn có biết kích thước của một con cá sấu 5-6 mét và là một hung thần thực sự? Một người trưởng thành có lẽ thực sự chỉ đủ làm bữa tối cho nó. Nghề cho mũi ăn. Để phục vụ cho dự án nghiên cứu về mũi có khả năng mang vi khuẩn, các bạn tình nguyện viên đã đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để cho mũi đốt, và bất kỳ ai trong chúng ta đều có khả năng làm công việc này. Khi đó, đi đâu bạn đều có thể nói đang nuôi nguyên một đàn pet cho bọn bạn nó hoảng. Buộc chặt túi ni lông bảo vệ bàn chân chỉ để hở phần bắp chân, các tình nguyện viên từ từ đưa chân mình vào lồng. Đàn mũi đang đậu trên thành lồng, thấy thức ăn liền xông tới bầu kính. Vài phút đầu, cô gái xích xoa nhưng vẫn cố gắng ngồi yên không cử động chân làm mũi giật mình. Đau và tê, nhưng các bạn chỉ dám uốn éo cơ thể và cắn răng chịu đựng. Sau một vài phút đầu, đàn mũi khởi động, các cảm giác đã mất dần đi và cho mũi ăn đến khi no thì thôi. Their next meal. These mosquitoes belong to a species known as Aedes aegypti, which transmits diseases such as yellow fever, dengue and chikungunya. Aedes aegypti is widely distributed throughout the tropics and is known as a daytime biter. It is unique in that it has evolved in tandem with humans for thousands of years, such that it prefers to lay its eggs in water. 4. Ôm gấu trúc nhận lương 60 triệu đồng một tháng. Theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc ở Nhã An, Tứ Xuyên có công việc ôm gấu trúc với mức lương 200.000 nhân dân tệ, tương đương 711 triệu đồng trên năm. Được toàn quyền sử dụng xe SUV, cung cấp nơi ăn, chốn ở miễn phí. Mô tả công việc hết sức đơn giản, bạn chỉ có nhiệm vụ duy nhất dành 365 ngày với các chú gấu trúc và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với chúng. Bên cạnh đó, những nhân viên chăm sóc này cần có tính kiên trì vì cuộc sống với những chú gấu trúc sẽ không lấy gì làm đa dạng cả. Tuy nhiên, bạn sẽ được học các kỹ năng chăm sóc gấu trúc con giống hệt như chăm sóc trẻ nhỏ, như cho chúng ăn, cho chúng ngủ hay dọn dẹp chuồng cho chúng. Năm, nhân viên xếp hàng thuê. Ở Mỹ, họ được thuê xếp hàng cho những người thiếu kiên nhẫn hoặc không có thời gian. Những người làm nghề này thường rất bận rộn vào các dịp giảm giá như Black Friday hay là ra mắt sản phẩm mới như iPhone chẳng hạn. Một người làm nghề này
từng chia sẻ ở trang Bắc Kinh Insight rằng có khi họ kiếm được 1.000 đô một tuần. 6. Nhân viên đánh giá mùi hơi thở. Tương tự như các anh chàng ở công ty lăng nách, ở các công ty sản xuất kẹo cao su, nước súc miệng cũng có những anh chàng như thế. Họ phải ngửi mùi hơi thở khó chịu và nặng như mùi của miệng lúc buổi sáng, mùi tỏi hoặc mùi cà phê. Họ xếp loại hơi thở theo thang từ 1 đến 9. 1 là mức mùi nặng nhất. Để kiểm tra các sản phẩm làm hơi thở thơm tho như kẹo cao su, thì họ phải ngửi mùi hơi thở ở nhiều lần và đưa ra thêm mức xếp loại mới. 7. Nghề phân biệt giới tính gà. Bạn có biết, đây là nghề thu nhập khủng, có thể thu nhập tới vài triệu mỗi ngày. Và nói đơn giản, đây là công việc nhìn gà để biết nó là trống hay mái. Nhưng đây là một nghề không hề dễ dàng và cũng không phải ai cũng làm được. Ở bất cứ trang trại gà lớn Việt Nam đều có những người làm công việc như thế. Bạn thử tưởng tượng nhìn đích vài vạn con gà mỗi ngày là công việc như thế nào, và thu nhập của họ cũng không hề nhỏ, khoảng 1,3 tỷ một năm. 8. Nghề ngửi rắm. Công việc lạ lùng này rất phổ biến ở các phòng nghiên cứu các công ty nước súc miệng. Họ phải chịu đựng luồng ám khí này để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Một nhà nghiên cứu ở Minneapolis, Mỹ đã thuê 2 người ngửi rắm từ 16 người khác, 16 tình nguyện viên ăn đậu và sau đó đánh rắm vào một ống nhựa nhỏ đã nối sẵn. Những người làm công việc này phải tập trung hít 100 mẫu khí trong một lúc để đánh giá mức độ độc hại. 9. Quay tay cho động vật. Vì mục đích thụ tinh cho động vật, có một công việc khá nhạy cảm và không kém phần hài hước, đó là quay tay cho chúng. Những người làm công việc này dùng một âm đạo giả lồng vào dương vật con đực để kích thích chúng. Thậm chí, đôi khi họ còn phải dùng chính tay mình. Đây quả là công việc khiến nhiều người phải ngán ngẩm. Thuê. Ở Hàn Quốc, những năm gần đây xuất hiện nghề lạ lùng là đi ăn cưới thuê. Có nhiều công ty cung cấp dịch vụ này với số lượng nhân viên đăng ký làm theo thời vụ lên đến cả hàng ngàn người. Trong những người nhận ăn cưới thuê có đủ giới tính, thành phần, tầng lớp, nghề nghiệp hoặc là tuổi tác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thậm chí, họ còn cung cấp cả anh, chị, em và bố mẹ chú rể hoặc là cả cô dâu giả theo yêu cầu. Kim Se-yeon, một sinh viên Hàn Quốc làm nghề ăn cưới thuê cho hay, dịp cuối tuần trong mùa cưới, cô đóng vai là bạn của cô dâu hoặc là bạn của chú rể, từ 2 đến 3 suất một ngày. Kim Se-yeon cho hay, cô dự hơn 70 bữa tiệc trong khoảng hơn năm lại đây. Khi ăn cưới thuê, cô nhận được khoảng 20 đô la Mỹ, tức hơn 500.000 đồng một lần. Các bạn vừa theo dõi video 10 công việc quái gở nhất hành tinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn ấn tượng với mục nào nhất? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và share cho mọi người cùng thưởng thức. Và đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm nút subscribe bên dưới nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.